Hà Nội rút lệnh báo động lũ sông Hồng. Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội, trạm thủy văn Sơn Tây, hồi 7 giờ ngày 12 tháng 9 là 13,23 m, mực nước báo động 2 là 13,4 m. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh rút báo động 2 trên sông Hồng vào hồi 7 giờ ngày 12 tháng 9 tại địa phận thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh các đơn vị địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh rút báo động 2.